Xin chào các bạn, hôm nay kênh Vân Thư sẽ bóc đồ chơi Polly Pocket tiếp. Là một ngôi nhà bánh kẹo và vườn thú voi con nha các bạn. Đây là em cút thúi của mình nè. Rồi. Hello các bạn, mình là Hoàng Thư. Rồi, bây giờ chúng ta cùng let's go nha. Cùng bóc trứng nào. Da da. Bóc Polly Pocket nha các bạn. Giờ mình sẽ mở hộp Polly Pocket ra. Mình biết mở rồi các bạn ơi. Hộp này dễ ồn mà. Nhưng mà các bạn, mình diện cái hộp này dễ ồn. Dễ ra luôn á các bạn ơi. Wow. Mình được mở ra rồi nha các bạn. Để mình mở ra thêm nữa. Bây giờ mình sẽ dục rác đi. Rồi, mở ra thôi. Wow. Đây là một ngôi nhà con voi. Ôi, nè nè, mình đã mở ra rồi nè các bạn. Đây là ngôi nhà bánh kẹo của em Cúc. Đặt xuống dưới đây, hãy mở ra cho nha. Có chi tiết. Wow, các bạn ơi, nhìn ngôi nhà nè, đẹp không? Có nhiều chi tiết lắm. Còn ở trước mặt này lại có một cái hình kim tuyến ở đây nè. Còn mấy cái chi tiết nhỏ của em Cúc nữa, lát nữa mình sẽ bóc cho em Cúc. Ôi dạ. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Dở mà. Mình sẽ lấy cái dạ, không biết rồi. Mấy bạn ơi nhìn nè, còn có bột bê nữa chứ các bạn ơi. Đây có một con hà mã con dễ thương chưa các bạn? Đây là một lồng chim. Chim cánh cụt nè cha. Đây là con chim cánh cụt. Thêm con này nữa nè. Trời, cút bóc của Cúc đi. Nè mẹ không biết bóc, cha bóc cho em đi. Chi vậy? Dạ, đây là con thằng làng okay. Tắc kè. Ok. Con này này. Bất mở ơi chị hai ơi. Có làm rớt không? Không. Cái kia. Vậy em Cúc đã bóc được một viên kẹo và một cái ấm trà. Hai cái ấm trà nha các bạn. Đây mình sẽ bóc giúp Cúc cái con chó. Cho bánh kẹo đây. Và một kẹo ông già Noel. Một cái hộp như là một cái bàn hay sao các bạn ơi. Và của mình. Ok, mình đem mở xong tiếp thị của nó rồi. Còn có một cái khay đồ ăn cho đồ cho những con cún ăn nè các bạn. Mình có thể chuyển khay đồ ăn thành uống nước. Dễ đâu rồi. À, giác ở dưới kia nè. Rồi, rồi dùng nhỏ xíu nè các bạn ơi. Rồi dùng nhỏ xíu nè các bạn. Đó là một viên kẹo. Đây một viên kẹo nè các bạn. Còn đây là kẹo gì nè các bạn. Bây giờ mình sẽ mở thêm kẹo nữa nhé. Quá. Chị hai, cái hộp đi đâu rồi? Chắc là em xin mở này. Và đây là một con voi khổng lồ luôn. Oh. Mấy bạn ơi, đây là một cái bột bột cái lò nướng các bạn ơi. Và một con người nè các bạn ơi, một con người đang giơ tay xin chào các bạn đó. Đây mình để xem một bên, mình biết mở luôn rồi các bạn ơi. Đây là một con người màu tóc tím. Ôi trời ơi. Còn đây là miếng tủ lạnh nè các bạn, nhìn thấy rõ không? Đây là một quả chuối banana. Thấy không các bạn? Một con cá siêu mini. Được rồi, mở nó ra được luôn nha các bạn, nhìn nè. Một con gấu trắng. Đây mình để sang một bên. Và cái nhẫn nhẫn cái này mình cũng là em lấy được bao nhiêu quá trời luôn này chị hai.
một cái máy chụp hình. Và ở bên trong đây, đây này các bạn thấy không? Ở đây nha, có một bạn khỉ đang lắc lư ở đây nè các bạn. Và có một cái chỗ xoay xoay. Một ngôi nhà khổng lồ. Mình sẽ mở ra. Trong ngôi nhà thật là đẹp luôn. Đây mình mở thêm cái ông kẹo này nữa nha. Ở đây em mở cho em. Em Cúc đã mở được cái tủ lạnh và cái tủ lạnh này có thể mở ra được luôn. Ok, mình mở quá trời luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ là xếp nọ ở trong đây. Nọ vi sóng nha các bạn. Ở đây còn có chỗ quay nữa nè các bạn. Ông nhà bánh kẹo nè. Mình sẽ là một cái xích đu là của mình nha. Bây giờ mình sẽ gắn vô cho các bạn xem. Mình sẽ để kẹo trên đây. Có vẻ như ai cần ăn. Xong rồi mình sẽ là vô. Các bạn ơi, ở cái chỗ này có một cái bút xì. Mình chụp hình cái tim bóp quá đã luôn. Một con voi hả? Mình sẽ cắn coi. Hai đứa quay video đi ba, mẹ nói chuyện nói từ nói rõ ràng cho mấy bạn nghe chưa? Dạ. Bây giờ mình sẽ trang trí nha các bạn. Ai sao nói vậy? Giờ mình sẽ trang trí nha. Hai cái tủ lạnh để ở đây đi. Mình sẽ bấm này. Ủa nhưng mà mẹ không bấm được. Mẹ theo em một của người ta nhưng mà mình không bấm được. Trời ơi, bác bạn ơi, mình xin lỗi nha bác bạn. Mẹ không có để ý này. Nha bác bạn, nó chặt lắm rồi. Mẹ bà vui á. Đẹp quá. Cái bánh sinh nhật xem là ở dưới nhà bếp. Để trên đây. Ok. Cái này giữa. Cái miếng trà này để đâu tay nhỏ. Chắc là để đây nè. Còn đây là kẹo. Mình sẽ để trong tay. Cái ông kẹo này sẽ để trong đây. Chắc là mình không biết rồi, mình xin bỏ ông kẹo này ở trong đây nhá. Nhưng mà mình không bỏ được quá nhiều đồ ăn quá. Chắc là mình phải bỏ cái này cho được bát đi. Hay là bỏ cái chỗ này. Chắc là bỏ cái này. Rồi bơ một bên nha bác bạn. Ô, bê bác tắt này kìa ba. Đây các bạn ơi, mình đã sắp xếp lại bác nè, bạn nè. Ở trong ngôi nhà này. Thấy không? Mình tên nè. Thấy không? Đã xíu lắm bác bạn, mấy bạn không nhìn thấy được chưa? Đây là những cái chi tiết ở trong đó nha các bạn. Siêu đẹp luôn. Mày em đi lâu em không phải. Đây là một bạn voi, mình có thể gỡ những các chi tiết này ra được các bạn. Mấy bạn ơi, mấy bạn đi giống như vui chơi nè, mấy bạn ơi mới có cái góc vì này. Ở bên trong những cái chi tiết này có một cái lỗ. Mấy bạn ơi. Và ở trong những chắc là mình cái trò chơi này là cũng có một số cái lỗ để gắn những món đồ chơi chi tiết này. Mình biết. Cái này chúng ta có thể thắp ráp ráp những cái chi tiết vô những cái lỗ đó. Bây giờ cái này là khu vui chơi nè. Bây giờ mình sẽ lấy củ cúc để mình trang trí cho cúc nhé các Ủa, bạn. Ủa em đi đem em trang trí mà em biết trang trí mà đáng ghê. Cha trang trí của chị hai đi. Cho cúc mượn ngôi nhà bà, ngôi nhà vườn thuốc của coi con đó nha. Ok ok nè. Bây giờ mình sẽ giúp cho Cúc trang trí cái ngôi nhà này nha các bạn.
Ủa tên là gì vậy? Cúc có hai một hai con người, một con người đang mặc váy và một con người tóc hồng. Ok. Ở đây có một cái tủ lạnh. Mình sẽ gắn cái tủ lạnh vào trong một cái chi tiết nhỏ nào đó. Ủa đây con nhân vật của trai ạ? Và ở trong những cái này còn có một cái đây. Đây chính là vườn xoay. Chúng ta có thể xoay. Nó đã không may rớt xuống. Ok, mình cho con. Chúng ta có thể lấy cái bánh kem này, bỏ cái bánh kem này lên cái bàn như thế này nè các bạn. Đây là cái bàn, bỏ cái bánh kem lên. Một bản cuốn. Một bản cuốn làm bằng bánh quy. Giờ mình sẽ gắn bản cuốn vô. Dễ thương nhỉ chị ha các bạn ơi. Như con cá này nè, rất dễ thương không các bạn? Thì giỡn thôi là không có dễ thương gì hết. Thấy dễ thương không? Đó là con baby hà mã. Baby, baby. Con mẹ nè, con của con mẹ nè. Con mẹ của nó nè. Hôm sáng sáng nè. Ôi con nhỏ có con này đúng không? Không phải, đây con nhân thú. Con mã không biết bơi. Đây sẽ là cái phòng ăn nha các bạn. Phòng ăn của Polly Pocket. Đâu hả? Mình có thể thay thế cái ấm trà này được nha các bạn. Thay thế cái này bánh kem này sẽ thành cái ấm trà màu hồng. Gắn vô đây là sẽ có một cái ấm trà màu hồng đặt lên cái bàn màu trắng nha các bạn ơi. Mình sẽ thử cho các nhân vật này lên cái cối, cái đồ xoay xoay này. Là nước để cho bé con vật nó khát nước nó uống này chị hai. Ừ, Cúc có thể cho các nhân vật này chuyển sang ăn đồ ăn. Bây giờ mình sẽ cất kẹo vô bên trong. Có thể cho con búp bê này cầm cái viên kẹo trên tay để cho nó ăn nè các bạn. Úi trời da, mấy bạn ơi, mấy bạn. Đây là mình cắt, mình sẽ bỏ những món đồ chơi vô đây, con có dừa không? Mấy bạn ơi, mấy bạn, có điều gì bất ngờ nè. Wow, cái này đều dừa như các bạn. Nè các bạn, nè, các bạn ơi, các bạn. Tiếng. Ông đem xem của em à. Bây giờ mình sẽ thử đóng cái này lại nha. Bây giờ mình sẽ bỏ những cái chi tiết nhỏ rồi mình bỏ vô. Xin lỗi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ra các cái hộp đồ chơi này. Mình lên về hai con Huy đi khác nữa chứ. Mấy bạn ơi, sao cái này không đứng được gì các bạn? Bây giờ mình sẽ gấp cái này vô lại nè. Đầu tiên mình phải cho những chi tiết nhỏ vào bên trong cái ngôi nhà. Wow, các bạn hãy nhìn đây. Khi đóng nắp lại thì những cái món đồ chơi đều được bỏ gọn ở trong cái hộp này để không thể nào mở ra được luôn. Nè, đây có hình trái tim, vẫn có hình búp.
Pepsi. Rất là đã luôn. Hình như thời gian của video cũng đã có hạn nha các bạn. Xin chào cái bye các bạn nha các bạn. Bye bye. Nhớ nhấn like và subscribe cho kênh của mình nha. Các bạn ơi, bye bye. Bye bye các bạn nha. Bye bye.